chào các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Lâm Đồng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh tổ chức lễ thăng cấp bậc hàm cho 9 cán bộ lãnh đạo chỉ huy. Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng. Công an các đơn vị địa phương đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2015. Công an huyện Di Linh bắt 3 nhân viên quản lý bảo vệ rừng. Cuối chương mục là ghi nhận của nhóm phóng viên từ buổi lễ giao lưu nữ cảnh sát nhân dân tiêu biểu toàn quốc năm 2015. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Công an tỉnh vừa long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phong và thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá cho 9 đồng chí lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được phong thăng cấp bậc hàm lần này. Đồng chí cũng khẳng định, việc phong thăng cấp bậc hàm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trước sự đóng góp, phấn đấu rèn luyện của toàn lực lượng nói chung, của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy nói riêng. Ngày 7 tháng 7 năm 2015, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Theo quyết định của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng gồm 9 chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đại tá Đào Ngọc Cần, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại buổi lễ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm thượng tá và đại tá năm 2015 cho 17 đồng chí lãnh đạo chỉ huy. Đây là ghi nhận của Bộ Công an về sự phấn đấu rèn luyện, sự cống hiến của các đồng chí đối với lực lượng công an. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Đạt được kết quả trên là do các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, lực lượng công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường để phân luồng, hướng dẫn, tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà thí sinh đến các điểm thi an toàn. Tại những khu vực thí sinh thi và người nhà thí sinh thuê trọ, lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra các khu trọ, nhà cho thuê, các cơ sở lưu trú để nhắc nhở chủ cơ sở không được nâng giá, chèn ép thí sinh, phụ huynh, kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ ăn theo mùa thi. Theo kết quả điều tra của Công an huyện Di Linh, từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 3 năm 2015, tại tiểu khu 703 và 704, khu vực rừng Ca Tường, xã Tam Bố, lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tam Hiệp quản lý, bảo vệ, liên tục bị lâm tặc khai thác lâm sản trái phép. Khi cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường tại hai tiểu khu nói trên, đã có 139 cây gỗ dầu bị chặt hạ, với khối lượng lâm sản thiệt hại trên 198 mét khối gỗ tròn và 2 mét khối gỗ sẻ hộp. Tuy sự việc diễn ra liên tục trong 3 tháng, lâm tặc lộng hành khai thác và đã vận chuyển ra khỏi hiện trường trên 104,3 mét khối gỗ, nhưng 3 cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tam Hiệp đã không phát hiện kịp thời. Với sai phạm như vậy, Công an huyện Di Linh đã khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tam Hiệp Di Linh, gồm Nguyễn Tiến Anh sinh năm 1978, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng, cụm tiểu khu Ca Tường, xã Tam Bố, huyện Di Linh, Nguyễn Hữu Dũng sinh năm 1982 và Nguyễn Tiến Hưởng sinh năm 1968 là nhân viên quản lý bảo vệ rừng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, Công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân và triệt phá nhiều tụ điểm tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy, bắt nhiều đối tượng. Ngày 3 tháng 7 năm 2015, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trình Tăng Sáng, sinh năm 1948, trú tại 49 Phan Chu Trinh, tổ 11 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 16 giờ ngày 2 tháng 7, Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Sáng đang bán hai gói chất bột màu trắng nghi là ma túy đá cho Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1995, trú tại tổ 15 thị trấn Liên Nghĩa, tại nhà riêng của Sáng, với giá 700.000 đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Sáng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 52 gói ni lông chứa chất bột màu trắng tương đương là 5,4 gram và bắt giữ 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở của Sáng, gồm
Thạnh Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Nhất Ly, Trình Phạm My My, Nguyễn Tấn Lộc, Hoàng Nguyễn Đình Tuyên. Sau khi lấy lời khai của các đối tượng, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 7 đối tượng sử dụng ma túy, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trình Tăng Sáng để điều tra. Bước đầu, Sáng khai nhận toàn bộ số tang vật đã thu là ma túy đá do Sáng mua từ Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Út sinh năm 1982, trú tại tổ 14, phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác định Út có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đầu tháng 4 năm 2015, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành lập chuyên án mang bí số MB15 để đấu tranh. Bằng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 22 tháng 6 năm 2015, Công an thành phố đã phá án bắt khẩn cấp đối tượng Út. Quá trình bắt và khám xét, lực lượng công an đã thu giữ gần 11 gram heroin. Út khai nhận số heroin trên Út mua tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy, Út còn đang bị Công an Thành phố Bảo Lộc điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong các vụ án khác. Lúc 15 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang Phạm Trần Đình Nam sinh năm 1992, trú tại 72/4 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1 thành phố Đà Lạt đang bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nam khai nhận nghiện ma túy từ năm 2012 đến nay nên thường xuyên đi Thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy đá về sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Quá trình bắt giữ, lực lượng công an đã thu giữ gồm 20 gói ma túy đá, một điện thoại di động và một bình thủy tinh dùng để hút ma túy đá. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 3 tháng 7 năm 2015, Tòa án Nhân dân huyện Lâm Hà đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 3 bị cáo là trẻ vị thành niên với mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ba bị cáo có tên Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1998, trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Đỗ Nhật Đăng Huy sinh năm 1995 và Nguyễn Trọng Quốc Trinh sinh năm 1997, cùng trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng. Theo lời khai của các bị cáo tại tòa, ngày 20 tháng 1 năm 2015, các bị cáo đã lấy trộm chiếc xe máy Yamaha Sirius của anh Lương Minh Phi ở xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, sau đó mang đi bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến ngày 24 tháng 2 năm 2015, Nguyễn Tấn Đạt đến quán karaoke Nguyên Lê ở thị trấn Đinh Văn xin làm nhân viên phục vụ. Sau đó, lợi dụng sơ hở của chủ quán, Đạt đã lấy trộm một ví da bên trong có 6 triệu 300 ngàn đồng cùng một số giấy tờ tùy thân rồi bỏ trốn. Để giáo dục răn đe, Tòa án Nhân dân huyện Lâm Hà đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Đạt 9 tháng tù giam, Đỗ Nhật Đăng Huy 7 tháng tù giam, Nguyễn Trọng Quốc Trinh 6 tháng tù giam. Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ hình sự 21 đối tượng để xử lý về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 3 tháng 7, tại một phòng trọ ở tổ dân phố Trại Mát, phường 11, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang 21 đối tượng có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Bình, Ninh Thuận, Nghệ An đến làm thuê tại Đà Lạt đang tổ chức đánh bạc, sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa. Lực lượng công an đã thu giữ 2 triệu đồng trên chiếu bạc và gần 5 triệu đồng trong túi các con bạc, một chén inox, một đĩa sành, ba quân vị và 16 điện thoại di động các loại. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Đà Lạt đã triệt phá 2 vụ đánh bạc và khởi tố 5 bị can. Vừa qua, tại huyện Đà Tẻ, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nông Hồng Lâm 18 năm tù giam, Bùi Văn Cảm 6 năm tù giam về tội giết người, Phạm Thanh Lâm 18 tháng tù nhưng do hưởng án treo, thời hạn thử thách là 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, và Hoàng Văn Hoạt 9 tháng tù giam nhưng do hưởng án treo, thời hạn thử thách là 18 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, trước đó Hoạt và Hồng Lâm phát hiện nhóm của Thanh Lâm đang bẻ trộm mía nhà người quen nên hai bên có lời qua tiếng lại. Hồng Lâm đã rút con dao bấm trong người ra, đâm Thanh Lâm một nhát rồi bỏ chạy. Thấy Lâm chảy nhiều máu nên cả nhóm đưa Thanh Lâm đi cấp cứu. Lúc này, Lê Đức Tuyến là bạn của Thanh Lâm nhặt một cây gỗ đánh vào đầu Hồng Lâm và bị Lâm đâm một nhát vào lưng. Tiếp đó, Cảm đuổi theo và chém một nhát vào vai của Tuyến. Do vết thương trúng động mạch, mất nhiều máu nên Tuyến đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 7 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã tổ chức giao lưu phụ nữ cảnh sát tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2010-2015. 142 bông hoa thép đã được tuyên dương tại buổi lễ này.
Tới dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, lãnh đạo các vụ cục, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và 142 nữ cảnh sát tiêu biểu trong cả nước. Việc Tổng cục Cảnh sát Nhân dân lựa chọn thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để tổ chức giao lưu tôn vinh nữ cảnh sát tiêu biểu toàn quốc là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 10 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa chính trị của riêng lực lượng công an, mà còn là một trong các hoạt động có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Lâm Đồng trong kỷ niệm các ngày lễ lớn của năm 2015 và tiến tới chào mừng Festival Hoa lần thứ 6. Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao vai trò của nữ cảnh sát nói riêng, nữ công an nhân dân nói chung, đặc biệt là 142 phụ nữ tiêu biểu. Các đồng chí thường xuyên rèn luyện, phấn đấu, giỏi việc nước, đảm việc nhà, không quản ngại khó khăn gian khổ vì sự bình yên của đất nước. Trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người phụ nữ. Những người luôn sát cánh cùng đồng đội trên các lĩnh vực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng được biết, trong rất nhiều tấm gương điển hình ở đây đã và đang đảm nhận những nhiệm vụ vô cùng vất vả, nguy hiểm như trinh sát hình sự, trinh sát ma túy, trực tiếp tham gia điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đối mặt với tội phạm, hoặc cần mẫn trên trang hồ sơ. Không việc gì là phụ nữ công an không làm được. Hiện nay trên toàn quốc có gần 20.000 nữ cảnh sát nhân dân đang công tác ở các vị trí, các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau. Dù ở vị trí công tác nào, phụ nữ cảnh sát cũng đều phát huy tốt vai trò của mình, luôn năng động, sáng tạo trong công tác, trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ngày đêm góp phần không nhỏ vào đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Mỗi chị, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung một ý chí, sự tận tụy và quyết tâm trong công việc. Khi mà lãnh đạo giao cho tôi càng nhiều việc thì tôi lại càng phải nỗ lực. Tôi xem đây chính là cái cơ hội của mình để được học hỏi kinh nghiệm từ các anh, các chị đi trước. Chứ tôi cũng không nghĩ là lãnh đạo giao cho mình nhiều việc như vậy có nghĩa là người ta không thích mình hoặc là phải bắt mình làm nhiều việc thế này thế kia. Đã xác định đi vào nghề công an thì mình làm việc, phấn đấu và phục vụ công việc trước hết là vì để bảo vệ an ninh trật tự cho Tổ quốc và vì để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng nhân dân cần nhất đó là sự bình yên trong cuộc sống. Mặc dù bề bộn công việc của đơn vị và công việc xã hội, song khi trở về gia đình, các chị là những người hết sức đảm đang, làm tốt thiên chức của mình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Rất là khâm phục khi mà nhiều chị em trên ghế nhà trường thì đã chọn những cái ngành mà biết là nguy hiểm, biết là khó khăn, chấp nhận với khó khăn ngay từ khi đang đi học. Đó là học vào các cái ngành điều tra hình sự, điều tra về ma túy. Thì đấy là những cái điều mà thực sự chúng tôi vô cùng là phấn khởi và cũng rất là khâm phục. Thì tôi tin tưởng và mong muốn rằng hội viên phụ nữ Cảnh sát Nhân dân của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những cái thành tích đạt được và tiếp tục viết nên những cái chiến công, những cái thành tích để đóng góp tiếp tục vào cái sự trưởng thành, cái sự lớn mạnh của Công an Nhân dân Việt Nam. Thì biết rằng trong cuộc chiến đấu ấy có rất nhiều những chiến sĩ đang phải đối đầu cũng trong giờ này, đang ở ngoài mặt trận, đang chiếm lĩnh các vị trí. Và trong đó các nữ chiến sĩ, vì ở các nẻo đường, ở các đường phố, ở các bản làng có các chiến sĩ nữ của chúng ta đang tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của mình để giữ gìn cho đất nước để bình yên, để cho chúng ta có sự bình yên dự cái hội nghị này. Có thể thấy rằng vượt qua mọi khó khăn thử thách của nghề nghiệp cũng như cuộc sống thường ngày, sống yêu thương và có trách nhiệm, nữ cảnh sát nhân dân nói riêng, phụ nữ lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang thể hiện truyền thống tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
Kết thúc buổi giao lưu, 142 nữ cảnh sát tiêu biểu trong toàn quốc đã được vinh danh và được tặng bằng khen của Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Đây chính là động lực để các nữ cảnh sát tiêu biểu nói riêng, phụ nữ công an nhân dân nói chung nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Công an tỉnh thông báo bắn đạn thật. Để phục vụ cho đội tuyển Công an tỉnh tập luyện tham gia thi Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 7 năm 2015 do Bộ Công an tổ chức đạt kết quả cao. Công an tỉnh tổ chức tập luyện bắn đạn thật tại trường bắn ngoài trời của Học viện Lục quân thuộc địa giới hành chính phường 12 thành phố Đà Lạt. Thời gian từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2015. Công an tỉnh thông báo và đề nghị cơ quan, đơn vị và nhân dân xung quanh khu vực trường bắn biết tránh đi lại, chăn thả gia súc trong thời gian nói trên để đảm bảo an toàn. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.